Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 6 tập truyện về các chiến sĩ biệt động Sài Gòn của tác giả Hào Vũ. Nữ sinh biệt động. Chị Tư trăn trở không sao ngủ được. Chị thấy sợ căn nhà quá trống trải của mình. Chỉ đến bây giờ chị mới thấy hết nỗi sợ hãi, sự trống trải. Thằng Thắng con chị trốn nhà đi giải phóng, chị chẳng biết mình nên mừng hay nên buồn. Thì chính chị cũng chỉ mong có ngày hôm nay, nó đi giải phóng là để trả thù cho cha nó. Bao nhiêu năm nuôi nấng, truyền cho nó tất cả nỗi căm hận của mình. Chẳng phải chị mong nó có ngày nó ra đi như vậy hay sao? Nhưng sao chị không thể vui? Rõ ràng là chị khóc. Dần chị không chịu công nhận với cả chính mình là mình khóc vì đứa con mình bỏ nhà ra đi. Chị nhớ nó ư? Hay chị sợ? Chị lo cho nó còn quá nhỏ. Có phải trong thâm tâm chị chỉ mong cho nó cứ mãi nhỏ bé như vậy để với chị không bị lương tâm giày vò, làng xóm nói ra nói vô. Đêm nằm nghe hơi thở của con, chịu những cái đạp chân của nó lên đầu, lên mặt mình, chị thấy lòng vui vui. Bây giờ nó bỏ đi, cũng chính trong đêm này, chị chợt nhận ra chị đã ở vậy gần 10 năm. 10 năm trời thiếu hẳn bàn tay người đàn ông trong nhà. Hình như trước đây sự thiếu thốn ấy cũng lảng vảng đâu đó trong suy nghĩ của chị. Và chị đã xua đuổi được nó, bởi chị còn một chỗ dựa là thằng Thắng. Đêm nay, đêm đầu tiên chị phải ngủ một mình với căn nhà lá, không có hơi thở của thằng bé bên cạnh. Ôi, 10 năm. Thằng Thắng trốn đi giải phóng vào lúc chị Tư hoàn toàn không ngờ. Một đoàn bộ đội chủ lực hành quân qua đây, nghe nói là trung đoàn 320, nó chạy theo, để lại cho chị mảnh giấy nhỏ này. Mảnh giấy do chính tay nó viết, nét chữ dù sáu non cố gắng kẹp cặp vẫn nguệch ngoạc lên xuống. Má à, con đi giải phóng để trả thù cho ba nghe. Má ở nhà một mình ráng mạnh, con trâu của con Út Hưng nó coi dùng. Má đừng buồn nhen, chừng nào hết giặc con sẽ về với má. Chị Tư lồm cồm bò dậy, mấy lần đọc mảnh giấy. Con Út Hưng mãi nhập nhoạng tối mới đem mẩu giấy này cho chị. Thì ra hai đứa nó đã bàn với nhau từ bao giờ. Hồi chiều gặp con Út Hưng, chị hỏi nói thằng Thắng đâu. Con nhỏ giả bộ ngu ngơ không biết. Con nít bây giờ nó gàn quá đi. Hay là nó lớn thật rồi. Chị ngồi nhẩm lại tuổi của con. Không, đúng nó có mới 13. Nhỏ chơi lớn với ai? Giá nó nói trước với chị đưa cho nó ít tiền, mấy cái bánh tét và bộ quần áo. Nhưng nếu nó nói trước với chị như vậy, chưa chắc chị đã cho nó đi. Thôi, thà nó cứ trốn đi như thế để chị khỏi phải do dự, để phân vân chi hết. Cho nó đi được chót lọt, khỏi phải khóc lóc cho đẹp mặt với lối xóm. Thôi, mai mốt nó về thăm nhà chị, dạy cho nó vài câu cho phải lẽ. Mổ tổ nó. Nó có thương má, thương ba thì công tác cho tấn tới với người ta. Thằng này thế nào cũng làm tới chỉ huy chứ không vừa đâu. Nhìn tướng nó chị biết, nhưng giá nó. Chị Tư cố nén một tiếng thở dài. Tiếng gió đập lạch sạch trên tàu rửa nước ở hiên nhà. Mới đó mà đã 10 năm. Gần 10 năm căn nhà vắng bóng anh Tư. Chiếc giường này hồi đó hai vợ chồng hay nằm trò chuyện với nhau, đủ thứ chuyện trên đời. Anh Tư thường choàng tay qua người chị, lần tìm lên vành tai của chị. Ở đó có vết sẹo nhỏ, do hồi nhỏ chị chạy té vô gốc cây. Chị cứ phải kể cho anh nghe mãi về vết thẹo ấy, bao nhiêu lần mà anh cứ bắt chị kể lại. Chị bất giác giờ lên vành tai nơi có vết thẹo của mình, nơi ngày xưa những ngón tay thô ráp của chồng vẫn thường đặt vào đó. Chị trở mình. Sau đêm nay chị nhớ như muốn phát điên lên những ngón tay thô ráp của chồng đặt lên ngực mình. Tiểu đoàn chính trị 228 được đưa về huyện Bến Lức, xã trọng điểm của nó là Thanh Hà. Trần Thành về nắm ngay tại xã Thanh Hà này. Tình hình dân chúng ở đây Trần Thành đã nắm được khá cụ thể. Hắn háo hức được bắt tay ngay vào việc. Cũng bởi hắn tin tưởng rằng mình sẽ đạt được kết quả mỹ mãn. Ở trại thọ huấn Vũng Tàu,
Hắn chẳng phải là học sinh xuất sắc đó sao? Chỉ có điều đáng buồn, lẽ ra làm việc trong sự yên lặng hòa bình, dưới sự bảo trợ an toàn tuyệt đối của quân lực, thì bọn hắn phải làm việc trong tiếng súng nổ, phải nép trực tiếp dưới uy lực của hơn một tiểu đoàn chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cũng không ngại lắm, lực lượng quân sự chỉ nổ súng, chỉ hành quân theo yêu cầu của chính hắn. Thành đưa quân xuống Thanh Hà trong một buổi sáng đẹp trời. Nắng sớm vàng ươm, chim cu gáy đâu đó ở ngoài đồng, mây trắng và màu xanh cây cối, hệt như những điều được học, được nói trước. Người dân xã Thanh Hà một buổi sớm tỉnh dậy bỗng thấy ngạc nhiên hết sức. Họ chạy từ nhà này sang nhà kia, hỏi nhau tỉ tầm to nhỏ. Nhiều người quá khích còn hăng hái tuyên bố hòa giải rồi, hai bên hòa giải rồi. Mặc dù được lãnh đạo từ trước, chi ủy xã cũng cố gắng phổ biến rộng rãi cho bà con, nhưng không thể đều khắp. Và chăng với một điều mới lạ như vậy, dù có nói trước cũng không khỏi bất ngờ. Đường làng được dọn quang quẻ, các ngõ nhỏ được quét dọn sạch sẽ, nhiều dàn hành siêu vẹo của những gia đình neo đơn. Cả gia đình có con em đi giải phóng đã được các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến tự tay sửa giúp lại. Nhà nào có cụ già đã thấy hai ba anh quân lực đến thăm hỏi cho quà, lễ phép xin lỗi những khuyết điểm lỡ mắc phải của Trung úy Vui, cùng với lính của ông ta, lính của Đại úy Long Vân. Đặc biệt hơn nữa, những gia đình cách mạng được thăm hỏi kỹ càng hơn, cho quả bánh nhiều hơn, hỏi han lễ độ hơn. Với những gia đình ấy, những câu hỏi cũng tế nhị, những câu hỏi lấp lửng, những lời than thở chung chung về chiến tranh, than thở về số phận con người, về cái sống và cái chết. Chị Tư cũng bị một viên sĩ quan đến thăm như vậy. Hắn ngậm ngùi trước hoàn cảnh gia đình chị. Thương thằng nhỏ bị xúi giục bỏ cả ma má mà đi. Cũng giống như đám bụi đời ở Sài Gòn vậy, sống vất vưởng, chết cũng chẳng ai hay. Chớ nó còn nhỏ, biết gì Việt Cộng với quốc gia. Tôi cứ nghĩ vậy, 13 tuổi đầu chớ bao nhiêu. Chị Tư bao nhiêu lần định đốp chát lại viên sĩ quan trong bộ rằn di này, nhưng chị cũng chưa biết nên nói ra sao. Chị không hề mơ hồ với thằng giặc đang ngồi trước mặt chị. Nó đang cố làm bộ hiền lành trước mặt. Nó chỉ giả bộ thôi. Nó làm con hổ, cố làm ra vẻ con mèo để gạt chị. Làm sao nó gạt nổi chị cơ chứ? Chị biết thế, nhưng đối đáp thế nào đây? Nghe nó nói về thằng Tắng, chị cứ tức ảnh ách. Con chị đi giải phóng, chớ có phải đi bụi đời như mấy đứa trẻ hư. Tức không thể nói. Nói ra nó sẽ bắt bẻ. Vậy con chị tình nguyện đi cách mạng. Chị xúi nó đi, cho nó đi sao? Chị muốn con chị ra Việt Cộng, chống lại quốc gia. À lê, mời về bốt ngay. Thành ra chị chỉ còn biết ngồi nghe nó nói, nghe nó than thở. Có một lúc chị Tư đứng dậy trước câu than thở mùi mẫn của thằng sĩ quan. Thưa ông đại úy, tôi phải đi ra ruộng. Chị ra ruộng, để tôi sai mấy thằng lính ra đồng phụ với chị. Chị Tư chối đây đời. Thôi, khỏi phiền mấy ông, tự tôi làm được. Trong thâm tâm, chị Tư rất ngại chuyện ấy. Chúng cùng ra đồng làm phụ với chị, bà con người ta sẽ nghĩ sao đây? Anh em du kích sẽ nghĩ sao về chị? Hài lòng sẽ đánh giá chị ra sao? Còn dám tin ở chị không? Ấy là không kể về mặt tình cảm. Đi chung với tụi nó ra đồng là chị không thể chịu nổi cái quân hôi dịch ấy, chó má ấy. Chị đừng ngại, tôi cùng ra đồng luôn với chị đây. Tụi nó không dám làm gì chị đâu. Thôi, bữa nay tôi cũng chẳng muốn ra đồng nữa, cũng chẳng còn bao nhiêu việc. Chị ngắn ngẩm nói với thằng sĩ quan, và không còn cách nào khác, lại phải đành ngồi xuống. Chị không ra đồng thì ngồi nhà nói chuyện đời với tôi cho vui. À, bản thân anh ấy đây chứ gì? Anh ấy mất gần 10 năm rồi cơ à? Cũng tội, người chết rồi thì quốc gia Việt Cộng như nhau hết, giận ghét nhau làm chi. Vậy là hơn 10 năm chị phải sống cô đơn. Viên sĩ quan bước lại bàn thờ anh Tư, đốt nhang cắm lên bát nhang. Chị Tư nhìn theo bàn tay thon thả của nó, những móng tay được cắt sửa công phu, tập nghĩ. Nó đốt nhang thờ người chết cũng đúng kiểu đó chứ. Viên sĩ quan quay lại, ngồi xuống trước mặt chị Tư, lại thủ tỉ nói chuyện. Chị Tư đành phải cắn răng ngồi nghe,
chị không còn cách nào khác để tránh đi được. Ngày đầu tiên của tiểu đoàn chính trị trôi đi êm thấm như thế, Trần Thành ngồi gác chân lên bàn ở cái tiệm cà phê quen thuộc nơi góc chợ Bến Lức, cái tiệm hắn quen ngồi uống rượu với Trung úy Vui. Hắn đang ngồi nhấm nháp thắng lợi của mình. Phần lớn những người dân hắn gặp là đàn bà, ông già và trẻ con. Đấy là những người vốn yếu đuối về tình cảm, dễ bị mua chuộc. Và chăng bản chất của người Á Đông là duy tình cảm, không phải duy lý như người châu Âu. Một khi người ta đã chiếm được tình cảm của họ, Trần Tài nghĩ tới người đàn bà chồng chết, hắn phải ngồi tán tỉnh suốt ngày, mà yêu cầu cuối cùng phải lấy cho được chị ta. Hợp pháp hay không thì tùy. Đấy là người đàn bà thuộc loại cứng đầu nhất trong ấp, có uy tín với bà con trong ấp xã như bọn ấp xã tường trình. Yêu được nó, điều đầu tiên sẽ làm người đàn bà trong ấp này hoang mang, sẽ tin theo quốc gia. Đến như chị Tư có tâm thủ với quốc gia, có con trốn như giải phóng mà còn thương quốc gia thì chúng ta ăn nhầm chi. Người dân trong ấp sẽ nói với nhau như vậy. Nếu không tranh thủ được trái tim khối óc của chị ta, cứ bắt chị ta phải ngồi tiếp chuyện với mình, cũng tạo được dư luận dị nghị trong hàng ngũ Việt Cộng, trong dân chúng. Việt Cộng cũng bớt tin người đàn bà ấy hơn. Chị ta có muốn hoạt động gì cho Việt Cộng cũng khó hơn. Cái nọ tác động tới cái kia, ta sẽ vô hiệu hóa dần được người đàn bà này. Rồi một lúc nào đó, chị ta sẽ cảm thấy bị cô lập, bị tổ chức mình nghi ngờ. Chị ta hoang mang, và lúc ấy cú đánh quyết định của ta sẽ bắt đầu. Người đàn bà này nhất định khó thoát khỏi tay ta, nhất là gần 10 năm nay thèm hơi đàn ông. Thật ra người đàn bà này ăn bận đàng hoàng vào cũng không đến nỗi. Trần Thành cười một mình. Đây cũng là một trò chơi khám phá tâm hồn con người. Thành quá quen với những típ gái thành phố, gái bụi đời, hắn đã quá trai sạm. Típ người đàn bà này hoàn toàn mới lạ với Thành, điều ấy cũng kích thích Thành không kém. Thành háo hức muốn nhìn thấy thành công của mình, một thắng lợi cụ thể mà người hưởng đầu tiên chính là Thành. Thành hít một hơi thuốc thật dài khoan khoái. Chị trấn Bến Lức đã lên đèn, các tiệm cà phê ồn ào tiếng nhạc, tiếng cười trong tiệm nhậu của đám lính đi hành quân chiều nay mới trở về. Thành nhớ đến Trung úy Vui bạn hắn, nhớ đến những mảnh gạp bể ở ngay nhà người đàn bà, những mảnh gạp bể nơi chính tay Vui bắn. Người đàn bà cố tình không dọn đi để nhớ mặt thù. Thành hiểu như vậy và hắn ngậm ngùi thương bạn. Thế kỷ này, sức mạnh của con người không phải thể hiện cơ bắp, nó được thể hiện ở trí tuệ. Người ta thắng nhau là thắng ở chất xám, do hơn thua nhau chất xám, hoàn toàn không phải cơ bắp ở kiểu bắn súng như Vui. Lại đây em. Thành vẫy cô gái bán hàng đang nhìn ra đường, cười với một gã thanh niên đi ngang. Lại đây em, tao uống rượu để tưởng nhớ Trung úy Vui bạn anh. Nào. Một tuần lễ trôi qua trong yên lặng của cả hai bên. Tuy nhiên, đám tiểu đoàn chính trị cũng không dám ở lại ấp ban đêm. Cái bốt vẫn chưa hoàn thành theo yêu cầu. Sức ép quân sự của lực lượng giải phóng vẫn mạnh, càng lúc càng mạnh thêm, khiến bọn địch, cả bọn lính chủ lực chỉ ở ấp đến 4 giờ chiều. Nếu có tổ chức kinh lạc ban đêm, chúng phải trốn chui trốn lùi, một đêm thay đổi vị trí mấy lần để tránh bị tập kích. Bỗng có một câu chuyện làm ồn ào cả xã, như một quả bom làm nổ tung cái không khí giả tạo yên lắng hàng tuần lễ nay. Và rồi hàng loạt sự kiện đã xảy ra khiến Thành đau đầu. Mỗi buổi tối không còn đến cái tiệm góc chợ Bến Lức ngồi nhấm nháp cà phê nữa. Ông già Bảy ở đầu ấp là đầu đề của câu chuyện. Ông già năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng người còn khỏe mạnh, vẫn vác cày ra đồng. Ông ở với đứa cháu gái năm nay 22 tuổi, chưa chồng. Thực ra là đã có người yêu, là một anh giải phóng, song hai ông cháu vẫn phải giấu. Hai thằng lính của tiểu đoàn chính trị lân la đến nhà ông, tìm cách gợi chuyện, nói năng cố làm ra vẻ lễ độ. Chúng đến đòi quét nhà cho ông, rào vườn lại, rồi ngồi nói chuyện với thời thế về chiến tranh. Trong những câu chuyện ấy, ông già Bảy chỉ im lặng, chúng sang sái làm việc. Ông cũng chẳng chối từ, thậm chí còn nhờ thêm, nhờ được càng nhờ thêm.
Một vài dư luận dị nghị vo ve xung quanh ông lão. Ông già vẫn chẳng tỏ thái độ. Rồi một hôm, ông già mua rượu mời chúng uống. Hai thằng lính của tiểu đoàn chính trị ấy uống thật say. Ông biểu ông quý chúng lắm nên mới mua rượu cho uống đó. Ông thương như con cái trong nhà rồi. Rồi ông bỏ đi nhờ hai thằng con nhà dùng. Ông biểu ông có việc phải sang ấp bên, có cháu gái ở nhà. Sau khi giúp ông làm đồ nhậu, tiếp hai chú lính mệt vào trong buồng nằm. Và thế là câu chuyện xảy ra khi ông vắng nhà. Ông già vừa đi khỏi, hai thằng lính choáng choáng men say đã mò vô buồng của cháu gái. Và mọi sự kiềm chế bao lâu nay đã đứt tung. Hai đứa lộ nguyên hình là hai thằng lính ngụy thật sự. Chúng sổ vào cô gái, lúc đầu còn gạ gẫm, sau bắt đầu dọa nạt, đem cả súng ra dọa nữa. Cô gái kêu ầm lên. Và chỉ đợi có vậy, ông già như từ trên trời rơi xuống, nhảy vô buồng cô cháu gái để cứu nguy. Đẹp mặt quá ta, ta đâu ngờ tốn tiền mua rượu cho mấy thằng bay uống. Cút ngay. Nè lão già, coi chừng đấy. Hai thằng thấy đến lúc này thì không cần giữ ý nữa. Ông già bảy cũng không vừa. Ông quắc mắt nhìn chúng, lưỡi dao sáng loáng rứt phát từ vách nhà lăm lăm trong tay. Cút khỏi nhà tao, đồ quần chó đều, lại còn giả đạo đức. Hai thằng nhìn nhau cũng không có cách nào khác, cụp tay len lén bước khỏi nhà. Ông già đến gặp Trần Thành la lối đòi đuổi tụi này khỏi ấp. Bà con trong ấp nhân đó cũng làm ầm ĩ lên. Nhiều chuyện khác của tụi lính chính trị ở nhà họ, rằng tưởng đâu các chú ấy khác lính ông Vui, ông Long Vân, nhưng có gì khác đâu, một ruột cả thôi. Các chú ấy, các chú gì, cái bọn chúng nó lộ mắt dậy cả. Nhà tôi ấy à, chúng còn làm cái việc tồi tệ hơn ở nhà ông Bảy nhiều. Chúng ăn cắp tiền của tôi bỏ quên ở trong tủ không khóa, có chục ngàn bạc định mua con heo để nuôi giống. Cứ vậy chuyện nọ kéo theo chuyện kia, người ta kéo tới Trần Thành đòi bồi thường, đòi đưa tụi lính chính trị ấy đi khỏi đây ngay. Chị Tư càng ngày càng thấy hoang mang. Chị chưa biết đối phó sao với bọn lính cứ cà rà cà rề ở nhà chị. Muốn đuổi chúng đi nhưng ông già bảy cũng không có cớ. Chị chưa tìm được cớ gì. Sao chị lúc này lại ngu muội quá thế không biết. Hàng rào ngoài ngõ, hai thằng lính của Trần Thành đã sửa cho chị. Và dù muốn dù không, chị cũng phải thấy hàng rào ấy đẹp hơn, tốt hơn cái cũ của chị. Nó chắc đến con chó muốn chui qua cũng khó. Nhưng tin về những hành động thiếu đạo đức của tụi lính chính trị ngày càng ồn lên ở đây, và càng làm cho chính chị Tư lo lắng. Mỗi lần ra ngõ nhìn cái hàng rào do bọn lính Trần Thành làm giúp, chị càng hoang mang. Chị muốn phá bỏ nó đi, nhưng lại tiếc cái hàng rào chắc chắn quá đẹp, và chăng phá đi tụi nó sẽ gây khó dễ cho chị. Chỉ bằng cứ để như vậy. Một vài người trong ấp gặp chị nói bóng gió về cái hàng rào ấy, chị làm bộ ngơ. Chị làm sao có thể đi theo giặc phản lại chồng, phản lại con được cơ chứ. Chị tự tin ở mình. Chỉ có điều chị khổ nhất là mỗi lần sáu non sang chơi với chị, cô bé mới được 18 tuổi mấy ngày, cứ hỏi về chồng chị, về con chị, hỏi tỉ mẩn như là chưa biết bao giờ, lại còn đem sách học của thằng Thắng ra coi nữa. Mỗi lần nhìn thấy nét chữ của con chị lại rơm rớm nước mắt. Một lần chị buột miệng hỏi non, có phải mày xúi bay sang đây chơi với tao phải không? Non ngạc nhiên nhìn chị, sao chị hỏi kỳ vậy, bộ em từ trước tới giờ không sang nhà chị chơi hay sao? Ừ, tao cũng vô ý. Mà sáu non này, dạo này đầu óc tao nó cứ làm sao ấy, mụ mẫm cả đi. Non còn quá ít tuổi để hiểu những dằn vặt của người đàn bà giá chồng như chị Tư. Chị Tư hiểu vậy nên mấy lần định tâm sự với non, chị lại thôi. Nó có hiểu gì đâu, đến vá áo đàn ông nó còn chưa biết, nó chi đến chuyện chồng con. Và những điều vặt vãnh kia chị đành chôn chặt trong lòng. Những lần non sang chơi với chị, hai chị em nằm với nhau trên bộ ván giữa nhà, thường là vào buổi chiều khi lính của Trần Thành rút về hết. Chị Tư ôm lấy non, ôm chặt lấy, da thịt nó mềm thơm to, những ý nghĩ của nó
cũng rõ ràng quá, không bao giờ vướng một bận u tối. Chị nhớ đến tuổi trẻ của mình, đến những ước mơ trong trẻo của tuổi 18. Non còn hơn chị nhiều, cả đến bây giờ cũng vậy, bởi nó có học. Tuy rằng học là học ở trường tụi nó, học ở trường tụi nó mà còn tốt được như nó có mấy đứa đâu. Sao nó chưa chịu tham gia nhỉ? Hay là nó còn giấu? Mỗi lần Non đến chơi với chị ra về, chị Tư thấy trong người trở nên nhẹ nhõm lạ thường, trong trẻo. Chị lại bàn thờ chồng đốt một nén nhang thành kính cắm lên bát nhang đã đầy ứ tàn nhang. Nhưng sự đời diễn ra không đơn giản như người ta nghĩ. Ấy là những đêm nằm giật mình thức giấc nhìn căn nhà trống trải. Chị nhớ đến con, nhớ đến chồng. Chị bỗng thấy khao khát đến điên cuồng cái mùi mồ hôi quen thuộc của chồng. Nhớ điên cuồng cánh tay rắn chắc của chồng chị thường gối đầu. Nhớ cái hơi thở đều đều chồng phả nóng rực một bên tóc. Bao nhiêu năm đã tưởng tất cả bị thời gian vùi lấp, mà sao bây giờ bỗng thức dậy, cháy như lửa trong lòng. Chị khóc một mình, khóc ướt cả chiếc gối. Đấy là buổi trưa nóng bức như bao buổi trưa ở cái xứ nóng bức quanh năm này. Đám Trần Thành nhậu nhẹt ngay tại nhà chị. Hai thằng đồ đệ của Thành chạy đi mua rượu và mời bằng được chị Tư uống với chúng một ly nhỏ. Chị Tư cố từ chối nhưng không xong, đành phải nhấp môi rồi uống cạn trong tiếng cười vỗ tay của ba đứa, có cả Trần Thành ngồi xung quanh. Tôi xin phép vô buồng nằm, tôi chóng mặt quá trời. Ừ, Tư mệt thì nghỉ đi. Thằng Thành cố lấy giọng âu yếm nói với chị, gọi chị là Tư, không gọi tên. Thực ra thỉnh thoảng đi dỗ, chị Tư cũng có uống một vài chung rượu và cơ thể chị cũng chịu đựng nổi một lượng rượu như vậy. Nhưng hôm nay chị Tư lại thấy mệt quá, mệt quá sức mình. Và chị đi vào, nằm xuống giường, căn nhà tối om, hơi rượu cứ dạo rực trong mạch máu. Chị muốn ra ngoài lấy cái khăn ướt để đắp lên mặt, lại ngại phải đụng mặt với tụi nó nên thôi, đành cắn răng chịu. Hơi rượu cứ cồn cào đốt cháy trong lòng chị. Mọi lần chỉ một chiếc khăn ướt đắp lên mặt, chị dần dần hà hết hơi rượu ngay. Bỗng chị thấy cánh cửa buồng mình kẹt mở rồi khép ngay lại. Người chị Tư tập tức run bắn lên. Trần Thành nhẹ nhàng ngồi xuống bên chị, đưa tay vuốt tóc. Tư mệt lắm hả? Chị Tư như bị Trần Thành thôi miên, muốn la, muốn chống cự mà sao không cất nổi tay chân, không sao cất nổi miệng. Bàn tay Trần Thành cứ giở lên người chị, giở lên ngực. Chị Tư bỗng bật khóc. Sao Tư lại khóc? Trần Thành âu yếm hỏi. Chị Tư nhắm mắt lại, bàn tay Trần Thành càng lúc càng siết chặt lấy người chị. Đột nhiên, hoàn toàn bất ngờ, Trần Thành, chị Tư bật dậy. Bật dậy nhanh đến chính chị cũng không ngờ, đẩy Trần Thành lăn xuống đất. Cút ra ngoài kia, quần gian ác, quần khốn nạn. Cút, bà cho mày nhát dao bây giờ. Tư khủng đấy à? Chị Tư đầu tóc sổ tung chạy đại ra ngoài trước sự ngơ ngác của hai thằng lính vẫn còn ngồi bên bàn rượu. Quân đội quốc gia, bảo vệ dân mà làm vậy à? Chị Tư la lớn lên làm mấy bà hàng xóm chạy vội qua. Sao? Chị Tư, chuyện chi vậy? À, lại chuyện mấy ông lính quốc gia này chứ gì. Tôi đang ngủ trưa thì cái ông này. Chị Tư chỉ tay vào mặt Trần Thành. Mặt hắn cũng đang đỏ bừng vì xấu hổ và cả vì tức giận nữa. Ông ấy mò vô buồng tôi, quần khốn nạn, đồ đá cá lăn dưa, đồ đứng đầu cần tội ống tiêu. Trần Thành và đồng bọn chỉ biết được mặt ra giữa vòng vây của dân làng. Tiếng cười hô hố, tiếng la mắng, tiếng chửi của mấy ông già. Bữa đó bọn Trần Thành phải kéo nhau về sớm. Trước lúc đi, Thành còn quay lại nhìn chị Tư hằn học. Đồ đĩ dài mà còn già mồm. Bọn lính đi hết rồi, mấy câu nói của Trần Thành cứ nhói mãi vào ngực chị Tư. Nó chửi chị đó, nó chửi chị, mà chị cũng đáng chửi nữa. Sao chị lại để tụi nó thiếu chút nữa thì làm nhục chị? Sao chị không đuổi nó ra ngay từ lúc nó mở cửa buồng chị? Tại sao? Đồ đĩ dài còn già mồm. Nó chửi chị. Chị Tư thấy hai má cứ nóng bừng lên. Chị ngồi thừ ra giữa nhà. Con heo chị chưa cho ăn kêu èng éc ở ngoài chuồng. Chị muốn đứng lên cho nó ăn mà cũng không đứng dậy nổi. Câu chửi của Trần Thành cứ như mũi kim nhói vào ngực chị.
Đột nhiên chị đứng bật dậy, cầm con dao tưởng tái dao cho heo ăn, đặt ngón tay út xuống cái tớt, nghiến răng nói: "Tự ơi, mày nhớ cái nhục này chưa hả? Nhớ chưa? Tao phải làm sao cho mày nhớ đời cái nhục này. Từ nay mày phải chừa." Một tiếng bốp, con dao trong tay chị chặt bập xuống, đầu ngón tay út bị văng ra ngoài, máu chảy xối xả. Ngay lúc ấy chị không thấy đau, còn ngồi ngẩng ra nhìn đầu ngón tay út mình đầy máu. Rồi chị vội vàng chạy đi tìm giải cuốn lại, máu cứ ứa ra mãi ngoài lần vải. Chị đâm quính chạy vội sang nhà non. Bà Năm nhìn sắc mặt chị, nhìn bàn tay chị đã lờ mờ hiểu cơ sự. Bà hỏi: "Sao vậy? Con chặt đó." Bà già vội sai non đi tìm thuốc dịch cho chị Tư quấn băng lại. Lúc ấy chị Tư mới thấy đau, chị nằm xuống giường của non. Bà Năm quay lại quạt cho chị và thì thầm: "Ngủ chút đi cho nó khỏe con à." Chị Tư nằm tiếp đi. Mãi lúc ấy non mới đụt rè hỏi má: "Chị Tư sao vậy hả má? Chị Tư thái rau chém vô tay à?" Một cái gì cứ lờ mờ trong suy nghĩ của cô gái rằng hình như sự việc có khi không hẳn là vậy, bà non đã mắng át đi: "Mày còn nhỏ, biết gì mà hỏi." Vài trang nhật ký của Mai Thị Non, ngày tháng 5 1968. Thằng Hải Tẹo đang học liệng giấy cho mình, dù đi xem phim với nó. Cái đồ trẻ con, làm sao hiểu được tiếng chim hót nhỉ? Bọn chim nói chuyện với nhau, mình thấy hay quá. Chúng nghịch ngợm mắc cười lắm, y như con nít. Giá hiểu được tiếng của chúng thì hay lắm. Ngày tháng 5 năm 1968, mà Hứa nấu chè chuối cho ăn, con Tâm mới nghe đã gieo ẩm vị khoái. Mình cũng thích lắm, nhưng chẳng lẽ là chị mà cũng trẻ con như nó, đành phải làm bộ thờ ơ, khiến má hỏi: "Bộ con non không khoái ăn chè chuối hay sao?" Mình cố làm giọng thờ ơ, mà trong bụng chỉ sợ má từ chối. "Má nấu con ăn cũng được. Chị Sáu bữa nay làm bộ quá ta." Con Tâm lanh chanh khiến mình phải lên mặt nạt nó một câu. Mình đang trở thành người lớn, người lớn như anh Năm măng của mình. Rồi mình sẽ đi như anh Năm. Muốn vậy, ngay từ bây giờ phải có nghị lực chịu đựng gian khổ. Mình sẽ tập dần, chớ ai còn trẻ con như con Tâm nữa đâu. "Tại sao con gái lớn lên cứ phải lấy chồng nhỉ? Lấy chồng là bỏ má bỏ em, bỏ nhà sang ở người khác. Như vậy chán lắm, mình chỉ muốn ở mãi với má thôi." Chẳng biết người ta ghi nhật ký thì ghi cái gì nhỉ? Mấy đứa bạn trong lớp, đứa nào cũng có cuốn nhật ký riêng, ngồi học cũng ghi nhật ký. Đòi xem thì không cho xem. Tụi nó hiểu, ai lại đi đòi xem nhật ký của người khác bao giờ. Nhật ký là phải tuyệt đối bí mật, chỉ ghi những điều bí mật của riêng mình. Mình thì có gì bí mật đâu. Một lần thấy con Lan có cuốn nhật ký đang ghi để quên trong học bàn, mình lén dở ra xem. Thấy trang đầu nó để: "Người lịch sự không nên xem nhật ký của người khác." Dòng chữ ấy làm mình gập ngay cuốn sổ nhỏ lại. Nó biết ghi nhật ký, bộ mình không biết ghi nhật ký chắc. Mà mình cũng là một con người lịch sự chứ bộ. Từ nay mình sẽ ghi nhật ký đều, như một người có nhiều kinh nghiệm sống ghi lại cho chính mình. Đây là phần ghi năm 1969, năm Non bắt đầu tham gia cách mạng. Ngày tháng 5. Tân là người như thế nào nhỉ? Người tốt hay tốt vừa vừa hay tốt ít đây? Mình có thương Tân không ta? Chắc là không, không đâu, không bao giờ. Mình bây giờ chưa muốn thương riêng ai hết. Người ta bảo tụi con trai là nguy hiểm. Đương nhiên là nó bọn con trai chưa vợ thôi, chứ những người như anh Năm không, không thể nói vậy. Tuy nhiên, phải công nhận Tân học giỏi thông minh. Hôm qua giải giúp mình bài toán, giảng lại cho mình nghe. Mình cứ phục lắm. Nhưng chẳng lẽ lại tỏ thái độ cảm phục anh chàng lúc ấy vô duyên. Sao mình ghi nhiều về Tân thế nhỉ? Ngày tháng 5, Hùng đã tự nguyện gia nhập tổ chức cách mạng của ta. Hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù khó khăn nguy hiểm. Mình thay mặt anh Năm không kết nạp Hùng vào tổ chức, làm ngay tại nhà mình. Bên ngoài tưởng như hai đứa trao đổi học bài cũ, những kỷ niệm hồi còn đi học. Hùng hồi trước cũng là một tay học toán được, chỉ thua Tân thôi. Tôi xin hứa với tổ chức, với Non, à quên, với đồng chí Non. Hùng gọi mình là chị,
nét mặt trang nghiêm làm mình lúc ấy thấy thình thịch. Hùng đòi được ra vùng giải phóng ngay. Nhưng mình nói với Hùng, cố lấy giọng thật nghiêm nghị như bữa anh Năm Không nói với mình: đồng chí trước mặt cứ hoạt động trong lòng địch, khi nào có điều kiện và cần thiết chúng tôi sẽ đưa đồng chí ra. Nói xong với Hùng, mình bỗng nhiên thấy cảm động, như là mình nói với chính mình vậy. Rồi mình đột nhiên nhận ra câu nói của mình vừa rồi có vẻ cán bộ quá. Mình học được cách nói ấy ở đâu nhỉ? Hùng chấp hành ngay. Thế là lần đầu tiên trong đời mình ra một mệnh lệnh cho người khác và mệnh lệnh ấy lập tức hiệu nghiệm. Vậy mà anh chàng Hùng ấy dám tỏ tình với mình, thật liều lĩnh quá trời. Này anh chàng Si Tỉnh ơi, anh không được phép lẫn lộn tình cảm riêng tư với tình cảm cách mạng đấy nghe. Anh Năm Không nói nhiều về tôi, về điều này tôi thuộc lòng mà. Nhìn chung bao giờ cũng nên cảnh giác với bọn con trai chưa vợ. Tại sao quan hệ với người ta chỉ dình đi yêu người ta? Sao bọn con trai lại thích yêu quá vậy không biết? Bộ rồi không có tình yêu thì chết hay sao? Không đánh mỹ ngụy mới chết chứ. Tin Bảy Bảng chiêu hồi đánh phá cơ sở cách mạng là mình hoang mang thật sự. Bảy Bảng là xã đội trưởng xã Bình Đức, một cán bộ giống như chú Hai Long ở xã mình. Mình không thể hình dung chú Hai Long lại đi đầu hàng giặc đánh lại cách mạng. Và tin chắc chẳng bao giờ chú như vậy. Nhưng tại sao Bảy Bảng lại như vậy? Bảy Bảng nổi tiếng gan dạ, đánh giặc cũng có tiếng lắm. Bọn lính ngụy trước đây nghe tên cũng phải sợ. Đúng như thế, mình đã nghe chúng bàn nhau về nỗi kinh hoàng của những trái lựu đạn của Bảy Bảng. Vậy mà Bảy Bảng quỳ gối trước kẻ thù, trước những kẻ trước đây một niềm kính phục mình. Thật không thể hiểu nổi. Không thể hiểu nổi sẽ có một ngày nào đó anh Năm Không cũng đi chiêu hồi vì không chịu nổi gian khổ ư? Không, không bao giờ có chuyện đó. Thôi, đừng nghĩ chuyện đó nữa. Má hiểu, năm ngón tay cũng có ngón dài, ngón ngắn. Bảy Bảng là ngón ngắn, mình hiểu thế. Cố quên đi mà sao chuyện ấy cứ ám ảnh mình mãi. Hôm qua buổi sáng, Bảy Bảng đứng nói chuyện với tụi ký giả Sài Gòn giữa chợ Bến Lức. Nó cười tươi lắm, chỉ muốn bể mặt nó ra, quần phản bội. Thời nào cũng có những kẻ phản bội, lịch sử đã chứng minh như vậy. Mình về dọc đường, cái cười của Bảy Bảng cứ lẩn vẩn trước mắt. Sao nó lại có thể cười thỏa mãn như vậy? Nó không còn chút lương tâm nữa ư? Nó biểu với tụi ký giả, bây giờ nó mới nhận ra chánh nghĩa quốc gia. Chánh nghĩa quốc gia gì nó? Tham sống sợ chết mới ra chiêu hồi đó thôi. Chẳng lẽ con người cách mạng cũng có lúc con người như thế ư? Ôi, nếu ngày nào đó mình cũng vậy. Không, 1000 lần không, không bao giờ. Mình về nhà không ăn cơm nổi khiến má tưởng mình ốm. Mình phải ráng ăn một chén để má vui. Hai người đồng chí của Bảy Bảng, người từng kêu mang nó, giúp đỡ đó trong những ngày gian khó, cùng ra sống và chết với nhau, giờ bị nó dẫn lính tới khui hầm bắn chết. Nó cười trước thi thể của hai người bạn thân mình. Thật kinh tởm, đến không thể nào tưởng tượng nổi con người của Bảy Bảng. Ngày tháng năm, chú Hai Long hy sinh vì một trái gài của đội du kích. Trái gài bị quên vì người gài nó hy sinh trong một trận đánh do Bảy Bảng chỉ điểm. Chú Hai Long đi đón đoàn cán bộ của tỉnh tăng phái cho Thanh Hà trong đợt này. Về đến Cứ thì trời gần sáng. Người ta bảo quãng đường vô Cứ một quãng ngắn chừng 50 mét thôi, có một trái gài bị mất dấu, hiện tìm chưa ra. Một cái bảng nhỏ viết bảng vôi treo ở cành cây bình bát sắn ngang con đường mòn nhỏ ấy đã ghi tỉ mỉ tình trạng con đường không được an toàn. Người ta ghi trong bảng yêu cầu anh em mình đi đường khác. Hải Long cũng biết con đường khác, nhưng chú sợ đi đường khác thì không kịp vì đoàn cán bộ chú đưa xuống khá đông. Như mấy anh, mấy chú thường nói, đi đường khác sẽ bị ló đuôi, rất nguy hiểm. Trời đằng sau lưng, mọi người cứ sáng dần lên. Một người trong đoàn cán bộ ấy hỏi chú, sao Hải Long, không còn đường nào khác sao? Chịu à? Chú Hải Long gãi đầu, dấu hiệu của chú kỳ có chuyện phải suy nghĩ dữ. Và cuối cùng, dù trời tối như vậy, chú tự mình đi dò đường. Có người ngăn chú, nhưng chú nói, chú quen địa hình ở đây rồi, và lại trái gài là nghề của chú,
Người ta đã để chú đi dò đường. Chú hai đã nằm dài trên mặt đất. Bàn tay của chú giờ giờ lên mặt đất để tìm trái. Không tìm thấy, chú cho là không có. Vì chú bảo bàn tay chú thiền lắm, không thể bỏ sót được. Và lúc chú đứng lên thở phào, nói câu: "Không có gì đâu. Có khi cái ông gại, ông báo trước khi hy sinh mà mọi người không hay." Thì tay trái chú vướng phải một cái cành nhỏ ven đường. Cành cái ấy được cột vô với sợi dây vướng nổ của trái lựu đạn gài. Và trái lựu đạn nổ tung, chú hy sinh ngay sau đó. Nhưng con đường cũng được mở, đoàn cán bộ của ta vô cứ an toàn. Con đường mòn ấy từ giờ có tên đường Hài Lòng. Vĩnh biệt chú hai. Chẳng bao giờ con còn nghe được tiếng chú cười những đêm đi sàn bốt nữa. Chẳng bao giờ được nghe chú ca sáu câu vọng cổ với cái giọng thật tếu của mình. Lễ truy điệu chú hai làm tại căn cứ. Bữa đó mình cũng đi. Anh Năm Không bắt mình phải bịt khăn che mặt. Mình khóc dữ quá, anh Năm Không nói. Xong mình lại khóc, phải can đảm lên, phải biến đau thương thành hành động cách mạng. Mình sẽ biến đau thương thành hành động, nhưng mình không thể không khóc được. Vĩnh biệt chú. Cháu xin hứa với chú sẽ theo gương, sẽ sống với chú như đã sống và chiến đấu như chú đã chiến đấu. Mệnh lệnh suốt tuần lễ làm má lo quýnh lên. Anh Nam Công cũng lo. Suốt một tuần phải nghỉ học, Tân đã chép bài dùm mình đầy đủ, nhờ một người bạn gái của mình đem đến. Tân ngộ thật. Mấy bữa nay đã bắt đầu khỏe dần trở lại. Anh Nam Công thỉnh thoảng có ghé qua nói chuyện vui. Anh pha trò thật có duyên, làm mình cứ cười bù. Má cũng cười. Mình bắt đầu đi học lại, cũng bắt đầu nhận công tác. Đơn vị của chú Hai Vũ định đánh một tổ của tụi tiểu đoàn chính trị 28. Bọn thường la cà ở ấp 2 rồi tụ tập tại ngôi nhà trống giữa đồng uống rượu với nhau. Chú Hai Vũ tính sẽ đưa lực lượng ta dựa theo mé để đột nhập lên, pháo kích vào chúng, rồi xung phong giữa ban ngày vào khu nhà trống đó, đánh chớp nhoáng, sau rút ngay xuống địa hình gần đó. Mình được ra nhiệm vụ trinh sát chính xác nơi chúng thường tụ tập và giờ tụ tập của chúng đông nhất. Điều quan trọng nữa là phải đến tận nơi xem chỗ chúng tập trung có người dân nào không. Nếu không sẽ làm hiệu cho ta nổ súng. Nếu có, phải tìm cách kéo người ta đi xong mới báo bằng ám hiệu đã quy định. Mình đã tới được chỗ tụi lính này vào lúc chúng đang nhậu nhà say sưa, chửi thề tùm lum. Càng ngày tụi lính chính trị này càng ít giữ ý hơn, càng lộ mặt đều cáng. Mình đến làm chúng ổ ra, mừng như mèo thấy mỡ. Mình cầm theo mấy cành bông giấy ám hiệu đúng quy định của chú Hải Vũ. Cánh hoa bẻ ở ngay cổng trường lúc tan học. Em cầm hoa đến tặng anh đó à, em gái? Không có dịp rồi ạ. Vậy em đi tìm ai? Tìm người tôi tìm chứ ai. Anh đây nè. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Một thằng khác đến theo. Mua bao thuốc chuột uống cho rồi đời. Cả bọn cười khớ lớ. Thấy không? Một thằng hỏi mình và mình lắc đầu. Vậy tặng anh chùm bông giấy đó đi em. Chùm bông giấy của tình yêu. Mình liếc nhanh xung quanh, không có người nào là dân ở đây cả. Mấy anh nổ được rồi, ước chừng phải tới 20 thằng. Mặt đứa nào cũng đỏ ke. Mình liền chuyển gam tình cảm với chúng. Chào hết mấy anh em về nhanh. Người em tìm có thấy đâu? Cũng lính như mấy anh à? Dạ. Vầng trăng thì đã có sao. Tôi tặng anh khác vợ em ơi. Mình cười. Tặng chung hết mấy anh nhanh. Chớ em tìm chung chị Thạch không thấy. Mình bịa ra một cái tên vớ vẩn nào đó, khiến một thằng làm bộ sốt sắng đứng lên hỏi. Ở đây không có trung sĩ Thạch đâu, chắc là ở đại đội 304, nó đang ở ngoài kia mà. Thằng lính đưa tay chỉ ra phía ngoài bờ sông. Mình gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi cầm cành hoa lên trấn xong cửa sổ gần đấy. Tặng chung hết mấy anh nha. Được. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Hay người đẹp sáng kiến hay lắm. Trung sĩ Thạch thật có phúc. Vừa cột xong, nghĩa là ám hiệu đã báo rồi. Hẳn là mấy anh ở dưới đã bắt đầu chỉnh súng. Thì thật bất ngờ, mình nhìn thấy con Út Hự đang đi tới. Chưa kịp nói câu nào, đã thấy con nhỏ
xả ngay vào giữa đám lính, nói cười ra giả. Mình giật thót người. Con nhỏ vô đây, chỉ có tìm cách lấy trộm lựu đạn của tụi lính để dành cho anh Thắng nó. Trước khi đi, thằng Thắng chỉ dặn con út có nhiêu đó. Nó đã khoe với mình như vậy. Làm sao kéo con út về mà bọn lính không nghi ngờ bây giờ? Mình khẽ cắn móng tay và nghĩ ngay được một kế. Hình như chợt thấy con út làm bộ giận dữ là: Út, trời ơi, mày không hay má mày tìm nãy giờ đấy à? Con út ú ớ, tính thanh minh gì đó. Mình vội xô tới cho nó cái tát. Hẳn cái tát đau lắm nên con nhỏ bật khóc. Hồi chiều ta để 50 ở cái cặp sách của tao, chỉ có mày vô đó lấy chứ không có ai cả. Đi về nhà mà thanh minh với má mày. Đi nhanh. Mày mà không trả tao 50 thì không được đâu. Đi, để tao với má mày đi tìm bao nhiêu lâu rồi. Mình vừa nói vừa lôi con nhỏ đi, khiến mấy thằng lính nhìn theo lắc đầu. Người coi vậy mà dữ quá ta. Không hiểu sao lúc ấy mình lại thông minh đến vậy. Chỉ tội con út, nó chẳng hiểu gì cả, cứ ngơ ngác nhìn mình và nhất quyết không chịu đi. Mình cứ vừa nói vừa lôi nó đi sành sạch. Đi nhanh, kỳ này phải mày chết với tao. Nhanh, đồ ăn cắp vặt. Con nhỏ càng lúc càng chống cự mình hơn. Nó dãy giụa không chịu đi. Mình muốn khóc với nó, nhưng chẳng biết nói sao với nó bây giờ. Hẳn con nhỏ vẫn tiếc mấy trái da lắng nằm lăn lóc dưới góc nhà. Mà nào có phải chỉ mình nó tiếc đâu, mình cũng tiếc nữa chứ. Nhưng trận đánh của mấy anh sắp sửa diễn ra rồi. Vất vả lắm, mình mới lôi được con nhỏ ra khỏi khu nhà trống và liếc nhanh lại phía sau, thấy bọn lính đã bơi xa, có thể không nghe được tiếng mình. Mình mới nói nhỏ vào tai nó: Về mau đi em, nhanh lên, nguy hiểm đấy. Con nhỏ cũng thông minh, thấy mình nói vậy thì hiểu ngay. Nó không chống cự nữa, mình bế tốc nó lên, nói nhỏ vào tai nó: Em cứ khóc cho lớn lên. Chạy được một đoạn, hai chị em lếch thếch đi bộ về nhà. Cũng là lúc từ phía nhà trống tiếng súng bất ngờ dội lên. Con út cứ hết nhìn mình lại nhìn về khu nhà trống ban nãy, nó còn nấn ná ở đó. Mình dặn nó là không được về khoe má nó chuyện này. Rồi hai chị em đứa nào về nhà đứa đấy. Mình tiếc là không được ở lại với mấy anh xung phong đánh tụi nó. Nhưng anh Năm không biết lại dày dà. Anh nói hy sinh về những chuyện như thế thì vô lý. Chúng ta đâu có sợ chết, nhưng cái sống của chúng ta còn quý gấp bao nhiêu lần. Mình nghiệm thấy lời anh nói đúng quá. Khi cần, mình cũng sẵn sàng hiến dâng cả cuộc sống của mình cho cách mạng. Và chỉ lúc ấy, sự hiến dâng mới thật sự lớn lao. Lớn lao hơn bất cứ một cuộc sống tầm thường nào. Sau trận ấy mình được khen. Tụi tề ấp có đến nhà mình hạch sách mấy lần. Nó còn hỏi cả trung sĩ Thạch là ai. Mình trả lời làm chúng tịt ngòm. Mình bảo tôi quen nhiều lính quốc gia lắm. Các anh cứ nói thật tên địa chỉ, KBC có người cả giỡn. Nói dối cả tên với địa chỉ, tôi làm sao biết được. Thấy nói sao thì tin vậy. Như anh trung sĩ Thạch này cũng vậy. Có khi anh nói thật, cũng có khi nói chơi. Bữa nào tôi thấy mặt anh, tôi chỉ cho mấy thầy. Mình làm theo lời anh Năm không dặn. Cứ ứng với chúng, đừng thèm sợ gì hết. Sợ chúng càng làm giả. Đúng thật, chỉ mắc cười bà Năm. Tối đó bà đem bánh ít tới nhà mình, cả mấy sâu, nói cho mình, rồi vừa nhìn mình ăn vừa hỏi: Mày làm trinh sát cho mấy ông thật đó à? Ngay tức cười chết, mình chối: Đâu có. Bà dồn tới: Vậy sao mày biết mà kéo con út nhà tao về? Bộ con út nó nói với gì? Đâu, tao hỏi vậy thôi, tại con không muốn nói. Chớ tụi lính quốc gia tụ tập đông như vậy, nguy hiểm lắm. Mấy ông bây giờ muốn đánh ở chỗ nào là đánh được ngay, đâu có phải như ngày xưa. Còn đoán vậy mà chúng, từ nay gì cũng phải cẩn thận đấy. Nơi nào quốc gia tụ tập đông cũng nên tránh xa cho an toàn. Bà Năm vẫn nhìn mình chưa tin lắm. Mình cứ lơ đi như không biết đến. Người ta đồn con hiền bạn mình ngày xưa
giờ thành con khủng đi lang thang ở chợ Bến Lức. Đêm nó nằm vật vã ở vỉa hè, ở dưới mái hiên bất cứ ngôi nhà ai, có khi nằm trèo queo trên cái sạp bán thịt ngoài chợ. Quần áo nó tả tơi, rơi rụng, ai cho gì thì ăn nấy. Người nhà lên dụ về, nó bỏ chạy như gặp phải ma ban đêm. Nó rất sợ gặp người quen, chẳng hiểu vì sao nó nên nông nỗi ấy. Nó đi tha thần khắp chợ, gặp ai thuê gì cũng làm, từ việc bê thùng nước, xách nải chuối, dựng dùm cái dù che nắng. Người đi chợ thường tình, có cái gì ăn cũng gọi cho nó ăn ngon lành. Làm dùm mà không cho nó ăn, nó cũng chẳng nói gì. Nhưng chẳng có ai nỡ lòng như vậy, chỉ có điều thỉnh thoảng nó lên cơn, đứng ngửa mặt lên trời, cười sặc sụa, rồi la toáng lên. Hai tay nó chìa ra phía trước như chờ đợi cái gì rơi xuống, rồi nó tu hu khóc. Ngày nào nó cũng vài lần như vậy, chẳng biết vì sao nó rất sợ gặp người quen cũ, nhất là người nhà. Chỉ thấy thoáng bóng từ xa, nó đã bỏ chạy. Chỉ vì chạy như thế mà có lần nó suýt đâm đầu vào một chiếc xe đỏ chạy trên lộ 4. Bà má nó bây giờ muốn thăm nó, chỉ còn biết đứng xa nhìn con. Muốn cho cái gì ăn cũng phải nhờ tay người khác. Có lần ba nó nửa người bắt nó trói lại, đưa lên xe trở về Biên Hòa. Vô nhà thương điên nhưng nó lại trốn ra được. Thường sau những lần như thế, nó bệnh nặng hơn, nên ông già vì thương con không nỡ bắt con đi lần nữa. Có một điều lạ, nó trốn khỏi nhà thương cũng chẳng đi đâu xa, chỉ về chợ Bến Lức cho gần nhà, như có lần nó nói như thế. Gần nhà chứ không dám về nhà, gần người quen nhưng rất sợ gặp người quen. Mình lên chợ mấy lần, có nghe thấy tiếng cười sằng sặc man dợ cất lên ở giữa chợ và trưa nắng, cái thời gian thường lên cơn của nó. Cái cười hoàn toàn không phải của con Hiền ngày xưa. Mình không dám tới gần nhìn cho kỹ nó, vì mình không đủ can đảm nhìn thấy nó lúc này, cũng vì thương nó. Nó sợ cặp mắt người quen, sợ thấy mình lại chạy bổ ra đường trốn. Nó bỏ học lên Sài Gòn bán ba, rồi đi với tụi Mỹ, bị chúng lừa gạt tiền bạc chi đó. Nghe nói vậy chớ không dám hỏi kỹ. Mình không dám ngồi lâu để nghe ai kể rành rọt về con Hiền cả. Câu chuyện thương tâm của nó mình chỉ nghe cũng không thể chịu nổi. Cái con Hiền dễ thương hồi nào, những mẩu giấy nhỏ nó chuyển cho mình trong lớp học mình còn giữ đây. Mình lại nhớ tờ giấy bạc 100 đô Hiền khoe với mình hôm nào. Tất cả như vừa mới xảy ra hôm qua. Kinh khủng quá. Ngày xưa nó chỉ mơ ước có một người yêu thật đẹp trai. Một buổi học, bỗng thấy hai người lạ mặt ăn vận lịch sự đến tìm mình, đề nghị mình ra ngoài, xuống văn phòng nhà trường để nói chuyện. Một ý nghĩ vụt đến, mình bị bắt chăng? Không có lẽ. Chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ hành động của mình đã bị lộ. Mình bước theo sau hai người đàn ông lạ mặt, chạc 35-36 tuổi gì đó. Một người bận áo trắng kiểu sinh viên, một người bận áo kẻ. Họ chào mình mà không hề cười, trong mắt cũng không thấy có bóng tiếng cười. Mình linh cảm không sai, đúng là mật thám. Mình bây giờ mới thấy lạ, sao lúc ấy mình bình tĩnh đến vậy, nhất là khi biết đích xác chúng là mật thám. Phải chăng trong vô thức mình đã tính trước cho mình trường hợp này? Là cách mạng là phải chấp nhận những gian nguy hiểm nghèo. Cô là Mai Thị Non. Thằng bận áo kẻ hỏi mình, rồi mình gật đầu. Nhưng rồi lại thấy ngay gật đầu vậy là khiêu khích chúng quá. Mình vẫn là thứ gái nhà lành, nhút nhát cơ mà. Mình lễ phép ngay. Dạ. Cô là một học sinh giỏi. Dạ thưa, cũng trung bình. Không, cô khiêm tốn vô ích. Tôi nghe các thầy khen cô dữ. Chúng tôi cũng đã xem sổ điểm. Một người học trò giỏi như cô không nên bỏ phí tài năng của mình vào những chuyện vô bổ. Thưa, có chuyện chi hả mấy chú? Chúng tôi là người của nhà nước. Nói cô hay thêm cũng chẳng cần giấu chi. Chúng tôi là người của sở mật thám đến nhắc cô. Hãy cẩn thận, nên chăm lo việc học, không nên bị Việt Cộng xúi giục làm tầm bậy. Sau cô hối cũng không kịp. Cô là một cô gái xinh đẹp, đang có một tương lai đẹp. Thưa, Non có làm chi vậy mấy thầy? Cô là người ám sát Trung úy Vui. Ý trời, mấy chú nói chơi hay sao đó?
Non đâu có biết bắn súng. Cô là người trinh sát cho Việt cộng bắn vô tiểu đoàn chính trị 228 bữa trước. Bữa cô tìm trung sĩ Thạch là giả bộ. Cái chính là cành hoa trên tay của cô. Một chút hoang mang. Tụi nó biết hết cả rồi hay sao? Hay chúng chỉ đoán mò thôi? Biết đích xác, chúng phải bắt ngay chứ. Mất công chi đi hỏi như vậy. Chúng chỉ hỏi chặn đầu thôi. Cứ chối phăng đi. Tội non có mấy chú ơi. Nói thật, non vô tình bữa đó thôi. Hai thằng nhìn mình cười nham hiểm. Mình khóc, lạ quá. Lúc ấy sao mình lại khóc được mới giỏi. Học sinh trong trường đứng ngoài lấp ló nhìn vào và xì xào. Con non bị tình nghi là Việt cộng. Con non làm sao nổi Việt cộng? Mình tưởng cuộc tra hỏi sẽ kéo dài. Không ngờ nó chỉ làm việc với mình trong 2 giờ. Mất đúng 2 giờ của thầy Việt Văn. Hai thằng mật thám đến lúc đi còn nói với mình: cô hãy cẩn thận, gia đình cô có nhiều liên quan đến Việt cộng. Cô hãy thông minh, tự tìm cho mình những bước đi đúng, kẻo hối không kịp. Mình về nhà kể với má, với Tâm, làm cho cả nhà lo lắng. Cái lo lắng nhất là của má, có làm mình hoang mang đôi chút. Như vậy là tụi nó bắt đầu nghi ngờ, theo dõi. Hay xin anh Năm Không nghỉ công tác một thời gian ngắn. Nhưng rồi mình tự thấy mình thật hèn nhát, mới có chút xíu đã hoảng hốt. Từ nay mình chỉ nên cảnh giác hơn trước thôi. Việc gì phải sợ? Sợ là chúng và ý đồ âm mưu của tụi nó. Mình báo cáo với anh Năm Không ngày đêm đó và mạnh dạn đề nghị: xin phép tổ chức cứ cho tôi tiếp tục công tác, tôi không sợ đâu. Tốt, tinh thần đồng chí như vậy là tốt, xin biểu dương. Nhưng từ nay đồng chí hoạt động phải vô cùng thận trọng. Dù sao như thế, đồng chí cũng bị giặc nghi ngờ rồi. Đêm hôm đó mình ngủ một giấc ngon lành bên má và em Tâm. Đến sáng mình nói với má: má sợ cho con đó à? Má thật thà gật đầu là mình thương má quá. Má còn nói: giá là tao thì tao chẳng sợ chi hết. Vì là mày nên má lo cho mày, cái tính mày vậy. Nhưng má lo là lo vậy, chứ má có cản mày đâu. Mình ôm lấy má khiến má kêu đau. Thương má quá.